Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Có Đời Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em trở lại với chỗ của chị Cát Tường chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số giống mai để mình lấy bo nhân giống cho năm sau cô chú anh chị ha. Dạ em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Em xin chào bà chủ ơi. Rồi chào cô chú anh chị nghe. Cả nhà ăn Tết vui không? Hôm nay em có lô mai em giới thiệu cho cô chú anh chị mình qua Tết mình chơi, mình để ghép đồ ha. Rồi, cây đầu tiên giới thiệu là cây F1 nha, cây siêu bông thì gọn nha. Dạ. Đang có mặt bông cho cô chú tham khảo luôn. Dạ, có mặt bông trên cây luôn cô chú anh chị mình yên tâm sưu tầm giống ha với cô chú. Bông rất là to ha, còn một số trái nè cô chú mình có thể ươm hộp ha. Cây này đế cũng đẹp nữa với cô chú. Rồi, em xin số đo luôn ha. Mười một nè cô chú. 6, 11. Đây là 58. Rồi cái này em bao lưu giá 600 nha. Em bác ship toàn quốc luôn. Mã số. Rồi em bao lưu tiếp mã số F2 nha cô chú anh chị. Cậu cũng cây siêu bông Sài Gòn luôn nha. Rồi cây này về giờ chơi bông được luôn á cô chú anh chị. Với lại mình cắt bo được nhiều ha. Cây này ghép được 3 chọc ghép. Dạ rồi. Em xin số đo luôn ha. 14 nha cô chú. 52. 8 là 59 nha. Em giao lưu liền. Cây này 550 nha cô chú. Bao ship toàn quốc luôn. Mã số F3. Cái này lạc lá, đang ra lá nâu lại với cô chú chị. Cái này ghép cũng được 3 chọc ghép luôn hết cô chú. Dạ em xin giới thiệu luôn nha. Cái này cái siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú. Lá nó... Đây. Đang lá tược non 16 nha cô chú. Dạ. 63. Tháng qua thì hơi gọn 40. Cái này em cho lưu giá là 400 nha, bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Yeah. Mã số. Rồi, em cho lưu tiếp kia mã số F4 nha cô chú anh chị. Cống cây siêu bông Sài Gòn luôn nha. Đây. Cây này thả tàn về mình lấy bo được nhiều hết cô chú anh chị. Nó đang có trái luôn đó với cô chú. Cây này mình ghép cũng được 4 bo ha. Cây này củ đế nở luôn. Em xin số đo luôn ha. 12 cô chú. 63. 87. Cây này em cho lưu giá 600 nha. Cái F4 à. Cái siêu bông Sài Gòn. Mã số F5. Rồi, em giao lưu tiếp cây mã số F5 cô chú anh chị. Cây cúc tư long nha. Dạ, phong cao cho cô chú anh chị ha. Mấy cây bầu ghép này đang cháu nhựa liền lạc cái trường với cô chú anh chị. Cúc tư long này cánh nó cũng săn săn lắm nha cô chú anh chị. Đế cũng đế nở luôn ạ. Em xin số đo luôn nha. 13 cô chú nha. 93. 40, 64. Cái này em cho lưu giá là 550 nha. Bao ship toàn quốc luôn. Cái này mã số F6. Rồi, giao lưu tiếp cây mã số F6 nha cô chú. Cây là cây cúc VIP nha. Nha, cây này cũng già mùa lắm rồi đó cô chú anh chị. Hai chậu ghép thôi mà nó liền lại cái chân luôn rồi ha. Dạ rồi. Cái chậu gông riêu là biết già đó cô chú. Trời em xin số đo luôn ha. 11 nha cô chú. 61. 62. Cái này em giao lưu
giá là 400 nha cô chú. Dạ. Em bác sĩ toàn quốc luôn. Cúc viết già mùa nha cô chú anh chị, 400. Giờ em cho luôn tiếp kia mà số 27 nha cô chú anh chị. Cây cúc tây thi nha. Trời nó già lắm rồi cô chú anh chị, mấy cái bông này liền lại cô ơi ha. Rồi em xin số đo luôn nha. Mười bốn nha cô chú. 68. Cao là 70-80. Rồi anh cho luôn cây này giá 550 nha. À, xin lỗi với khách nha, cây là cây cúc hoàng đế nha, không phải cây cúc tây thi. Dạ cúc hoàng đế nha quý cô chú anh chị. À, cây này già dữ lắm, già luôn, mấy bông giác nó liền lạc hết trong luôn ha. 550, mã số F7. Mã số F8. Rồi, mình lưu tiết cái mã số F8 nha. Cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Cây này già mùa rồi. Trời gông riêu bám đầy thang xương gió hết. Hai bông ghép cỡ bằng chỗ mình hết cô chú ha. Dạ rồi. 13 nha cô chú. 67. 62 nha. Em cho luôn cây này giá 300 nha. Em bác xếp toàn quốc luôn. Mã số. Rồi em cho luôn tiếp cây mã số F9 nha cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương nha. Cây này dáng giống như bonsai vậy đó. À, nó cũng già lắm nha cô chú anh chị. Một bo mình liền có luôn ha. Đế nơm nơm luôn cô chú. Cái bo ghép này là cỡ bằng cái ngón chân cái của em luôn á. Rất là to nha. Đang đi thêm cơ đọc mới luôn ấy cô chú anh chị. Được 10. Cao là 68. Tế ngang là 72. Em giao lưu cây này giá 300 nha. Em bác sĩ toàn quốc luôn. Dạ cúc họ hương nha cô chú anh chị. Ừ, chị thấy. Mã số. Cái gì quên nè. Mã số F9. F10 rồi. Dạ, F10 nha cô chú anh chị. Em giao lưu cây xíu cho F10 nha. Cái cúc thọ hương luôn cô chú anh chị. Dạ. Cây này rễ nó cũng bám gông riêu rồi nó già hơn em nữa. Nó liền hết trơn rồi cô chú anh chị. Này mình trồng đất là nó như một cây cúc họ hương ghim luôn ha. Trái nơm nó lên da me hết trơn nha cô chú anh chị. Cây này về mình cho anh tàn nhẹ cái nữa là năm sau là ngon lành rồi cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Cô chú. Dạ. Cái này tán cũng cao. 79. 68. Cây này em giao lưu giá là 350 nha. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. 11 cô chú anh chị. Cây cúc vạn phúc nha. Giao lưu tiếp cây mã số 11 cô chú anh chị. Cây cúc tiêu long ơi, không phải cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này ghép cũng được 3 bo lớn á cô chú. Rồi, em xin số đo luôn nha. 12 cô chú. Cao là 63. Tán ngang là 74. Em giao lưu cây này giá 300 nha. Em bác sĩ toàn quốc luôn. Rồi em giao lưu tiếp cây mã số 12 nha cô chú anh chị. Cây này cũng hết clip của em rồi nha. Cây này là cây cúc tư long. Cây này cũng hàng già mùa luôn cô chú. Mình ghép được 3 chục ghép luôn ha. Cây dễ nó cũng ngộ ngộ. Vậy mình coi anh Tàng mình lấy bơ xong mình dưỡng lại cho năm sau á cô chú anh chị. Quên bỏ cái nhánh. 16. Cao là 36. Qua là 59.
Em giao lưu cây này giá 300 cô chú, bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, cây này cũng là cây cuối clip của em rồi. Mong cô chú ủng hộ mai của em nha. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Em xin cảm ơn. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.